Chào tất cả anh em nha. Hôm nay tôi lên cây cây nhãn hương này, đang là mẫu cây nhãn hương. Rồi phía trước này nó qua này những đống cây nhãn hương. Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay tôi đang cậu đi đâu hả? Dạ đi chơi hả? Đang lên xe, bữa nào anh em gặp nha. Rồi, hôm nay Hiếu đang cậu cả cây nhãn hương và Vân Đồn, Quảng Ninh. Hiếu đưa về Quảng Ninh cho anh em cây công trình ngoài đó trồng. Anh em thấy là cái cây hôm nay Hiếu cậu cây đường kính gốc 10. Anh em nào cần cây nhãn hương dâm ủ hoặc là đánh thẳng hoặc các loại cây công trình khác thì inbox ngay cho Hiếu nha. Cây nhãn hương, cây lim sẹt, cây sao đen. Đây cây sao đen nè, cây kèn hồng, cây chuông vàng, cây bằng lăng ở trước, ba cây bằng lăng nè, cây vú sữa nè. Đó, thì inbox cho Hiếu nha. Thôi trời mưa rồi, có lẽ Hiếu sẽ xin phép kết thúc cái video ở đây.